Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài, 22 tuổi và Phạm Ngọc Hải, 24 tuổi, về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, một phụ nữ ở thành phố Long Xuyên đang chạy xe trên đường về nhà thì bất ngờ bị Tài và Hải điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, áp sát giật sợi dây chuyền. Khi cả hai nghi phạm bỏ chạy được khoảng 2 km, thì Tài Hải phát hiện lực lượng công an và xã đội đang chốt chặn nên đã bỏ lại phương tiện cùng tang vật để thoát thân. Trên đường lẫn trốn, hai nghi phạm đã cởi bỏ quần áo nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng cảnh sát, nhưng sau đó đã bị bắt.